Rồi ok hello anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online em nhé Và hôm nay thì mình sẽ lên một clip để anh em về build pháo đài theo cầu một số anh em Thì hôm vừa rồi mình mới đi chơi về Nên là lúc đó mình có tranh thủ pha được ít đồ cho anh em là pháo đài Với lại anh em nào cũng thông cảm thôi Mình làm clip build thì mình tự làm ấy. Một số anh em gửi về ấy. thì mình nhận thì mình làm review thì nhanh thôi còn nếu không thì mình phải tự farm nên là anh em cũng hiểu đó, là cũng mất thời gian ha không có chuyện là build phát lên ngay đâu nên là hôm nay thì mình sẽ lên một clip build theo hướng của mình mà đây là hướng cơ bản và mình thấy nó cũng khá là mạnh trong phiên bản này và một số thay đổi này nọ à, và trước tiên thì mình quay lại đô thì mình nói là có một số anh em bảo là cái club này đang đáy xã hội các thứ 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 thì mình cũng test đáy xã hội cho anh em xem thì pháo đài hơi nãy mới 170 giờ lên 183 tầng đây nè so với những cái con khác trừ cái con hiệp khách ra trừ cái con hiệp khách ra mình nhớ hiệp khách là bao nhiêu ta hiệp khách 169 à, hiệp khách 169 và những cái glass khác về pháp sư Hồng Ngọc pháp sư Nguyên Tố 155 không biết là mình hiểu mà mình không hiểu là nó đáy kiểu gì mà sao mà anh em leo dữ vậy ta à, đó đáy nè đáy nè đáy 183 tầng nè đáy nhưng mà người ta chơi nhiều nè không lý nào được anh em nhé vô lý đấy nên anh em đừng nói vậy à, mình thích chơi thì mình chơi thôi được chơi anh em và hôm nay thì lối đi của mình cũng rất là đơn giản thôi sẽ đi theo hướng gọi là số hải tặc và này nọ như ở phiên bản mùa không nhưng mà mới hơn một chút là mình sẽ kẹp thêm hai cái duyên này. Tại vì hai duyên này mình thấy khá là hay, khá là hợp với lại cái class này. Đầu tiên thì nó sẽ búp kháng một đống luôn. Sau đó thì mình sẽ được hồi máu nữa. Đấy, thì chưa anh em? Cái này có thể cân bằng này. Đấy, cộng hai là cộng kháng một đống Là phục hồi máu theo cái lượng sức mạnh nè. Đấy, tiếp theo thì mình sẽ có thêm một cái nữa đó chính là hồn giáp thánh anh em. À, khi mà mình tiêu diệt một kẻ địch á thì nó sẽ tắt thương tầng bộ 25% tốc độ tấn công 75 tốc độ di chuyển 40 nhưng mà sau khi mình không sử dụng khi mà mình hết cái búp ấy, thì mình sẽ giảm sát thương bộ 10% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển thì cái này nó sẽ giúp cho anh em lưu quái tốt hơn nhưng mà nó sẽ ít tác dụng khi mà đánh bốt nhưng mà được cái này nó cũng khá là hay ha một cái điểm yếu của pháo đài chính là lưu quái tại dân đầu cũng không được ngon đó nè mặc dù nó thấy bắn đạn nhiều đẹp nhưng mà không phải là nó bắn nhanh đâu nè tại vì sát thương vào quái nó không có nhiều á còn sát thương vào bốt thì tuyệt vời sát thương vào bốt thì rất là ngon với cái kỹ năng gọi là tự động nhắm chuẩn này khi mà mình bắn đủ stack thì nó sẽ giảm 25 giáp từ cho anh em ngoài ra thì pháo đài có một điểm nữa là khi mà mình chuyển 50% phòng thủ thành lực công nghĩa là phòng thủ càng cao thì lực công em càng mạnh từ cho anh em và chúng ta lấy lực công nó được hồi máu này nọ và cái sát thương nữa ok thì nó sẽ ổn định hơn nó sẽ có nhiều cái mấy anh em nên là mới mẻ chút là anh em sẽ thêm vào hai cái món ở đây mình có vòng chiến giáp thánh bỏ nè mình rô ra phân tách luôn quá đẹp được chưa anh em quá đẹp luôn ha và mình thêm cái áo nữa cái áo thì hơi tệ nha anh em cái áo này nếu mà cái này anh em thành đạn nặng á thì mình thêm phân tách đó, thành phân tách đó. thêm một cái phân tách nữa thì đẹp được chưa anh em còn nếu không thì anh em thấy là cái di chuyển của mình nè nó rất cái nhẫn của mình rất là cùi nó phân tách thất thần và đồ thì chẳng có gì hết được chưa anh em chỉ có tốc độ tấn công ngon thôi và cái loại lửa này nếu anh em đổi thành phân tách cũng ngon luôn hoặc là tân thủ nhân đôi cũng ngon luôn được chưa anh em thì giờ con số hai tặc thì mình sẽ lấy đạn gì hạng nặng hết thần. Và giờ thì mình sẽ test sát thương cho anh em nha. Rồi, để sát thương cho anh em nha. Bây giờ thì mình sẽ test không búp nha. Mình mình không có búp buộc khí nha. Rồi, sao mình búp này vô. Thì anh em thấy là xương xương là 158. À, bắn có lúc thì lên 200, 300. Tùy. Lên 2, 300, 200, 300 được 200 mấy thôi, 200 hơn thôi, không phải 300 được. Ở đây thì có một lựa chọn nữa. Ví dụ như đây là mình chơi full đạn nặng, nghĩa là full đánh thường. Nhưng mà nếu như anh em muốn ưu tiên đánh bốt chút thì mình sẽ mang cái nón này vào và chúng ta sẽ có xạ kích hắc thân, hắc thần, hát thần anh em thì sẽ kích thất thần thì nó sẽ giúp cho anh em gây thêm sát thương với những cái mục tiêu nào mà áp sát Nếu anh em càng áp sát thì nó sẽ gây thêm sát thương 60 100%. anh em có thể chơi ba cái sở kích thiết thân này à, loại thường nha nó sẽ lên 120 và khi anh em áp sát sát thương nó sẽ to hơn và cái này có điểm yếu là nó sẽ giảm 100 trăm sát thương do là mình sẽ hát thần á nên là không, không tốt lắm ha mình, nhưng mà mình có thể sử dụng được trong trường hợp mình muốn đánh bốt nhưng mà mình có việc là phải áp sát vào nè Đấy, sát thương giảm nè đấy nhưng mà mình áp sát bà thì ok thì trường hợp này thì mình sẽ áp dụng chung với cái này thì mình bắn đấy thì nó sẽ lên sát thương nhiều hơn và đặc biệt nó sẽ tiêu diệt bốn rất là tốt để cho anh em này thấy sát thương lên liền thấy không để rồi nè trong chín tám liền thấy không nè đấy đấy rất là ngon ha nhưng mà mình nghĩ cũng khá là hợp á lý do lý do là khi mà mình bắn mà nó kết hợp chung với cái chiêu lướt á thì ly bộ tới á thì nó dẫn đến cái việc là mình sẽ tự động áp sát vào cái địch nên là cái này rất là tốt được cho anh em À, còn nếu như mình mình muốn búp sát thương ấy, thì mình có thể búp bằng cái vũ khí này anh em nhé mình vũ khí bằng cái cái này khi kiếm gỗ mới này mình búp cái này lên cái này nó sẽ là vũ khí búp tốt nhất cho nó còn nếu anh em không thích thì anh em có thể chơi cái đại khổng lồ cái rìu á rìu khổng lồ ha còn đây thì mình sẽ búp bằng cái này búp khủng búp này lên sau đó mình đánh đó thì anh em thấy là 349 trăm sát thương rất là tốt rất là tốt khi mà anh em muốn giết bốt ha được chưa về cái việc đi map này nọ thì ok mình nói thật là đi hắc thần năm thì nó ổn định ổn định đánh được nhưng mà đánh thắng thần 6 nếu mà nó mà đánh bốt thì nó hơi lâu tại vì quái nó mạnh quá đánh bốt thì vẫn ok thôi đánh sẽ mất thời gian hơn những cái con khác nên là chủ yếu là con này hiện tại build hiện tại á với lại đồ hiện tại mình có á, thì mình chỉ có thể đánh được hắc thần năm thôi đúng chính xác hắc thần năm thôi những gì mình có sẽ có hồn vô hãy tặc ba cái này hai linh hồn thánh giáp này cái này ba cũng được nha anh em lên ba được nha lên ba khá mạnh đó sát thương là một năm mươi này tốc độ tấn công cao này khá là ngon nha bộ đồ này mà tính ra rất là hợp với lại cái class này luôn anh em ạ và nó có cái thể cân bằng nữa phân tách thì mình sẽ cố gắng mình cho full phân tách luôn nha đây mình vẫn thiếu một phân tách nè đây mình cũng thiếu một đạn nặng nè nên anh em hiểu là mình có hai món này nếu như mình vẽ được thêm một phân tách một đạn nặng nữa thì nó nhức nách lên nè nó bắn phải bốn năm trăm ngàn sát thương và có thể uh, leo ít nhất trăm tầng rồi mình không dám gáy xa tại vì là mình nghe anh gây đồ là nó hơi khó nè nên hôm nào nếu mình có thời gian mình mới leo được ha rồi bây giờ thì mình sẽ đánh tháp thử cho anh em xem nha chứ đánh thường thì anh em cũng không tin tưởng lắm à vankira hiện tại thì mình sẽ chơi như thế này nha cái này thì mình sẽ dùng sứ giả hang vu mục đích là nó sẽ thêm hai con cây sắc thương với mình đó chứ còn về sau thì nó có thể đổi thành thương xung kích cho cái này cũng được nhưng hiện tại thì không có thì mình sẽ dùng cái này đỡ hoặc là dùng lôi thần cũng được tùy anh em dùng lôi thần cũng được nha chắc là mình sẽ chuyển nó thành lôi thần cho nó dễ chơi ha có lôi thần không không có lôi thần rồi hay là mình chơi cái này luôn cũng được nè à, mình chơi cái này cũng được này. tạo ảnh cũng được nè rồi cái thương xung kích cho hà qua xạ thủ bây giờ mình đang xài tạm để mình lướt tới di chuyển và cái tiếp theo là mình vô chân bản xà như thế này thì mình cảm giác nó không ngon lắm chắc là mình sẽ tìm một cái khác mình búp mình bỏ vô cô uhm, lô thần có không ngon nhỉ do là mình không có không có đủ búp anh em không có đủ búp nên là mình không có dùng được uhm, mình dùng này đi dùng này cho hay hoặc là anh em dùng cái dấu chân bản xà cũng hay nè dấu chân bản xà cũng khá thú vị hơn dấu chân bản xà nha đây mình bỏ này đi gỡ ra sau đó mình sẽ mang dấu chân bản xà vào nói chung là anh em cũng hiểu là cái nào mình thấy ok thì mình dùng thôi cơ bản cái dấu chân bản xa này mình trang bị vào đấy rồi rồi nhưng mà những cái kỹ năng quan trọng thì đôi khi anh em phải sử dụng trong cái việc gọi là chiêu kích hoạt nó sẽ tốt hơn rồi được chưa anh em rồi xin nhắc lại về điểm mạnh của con này đó chính là khỏe cho bò có xuyên giáp xuyên giáp là đánh bốt rất là tốt nhưng bù lại có rất là nhiều cái điểm yếu ví dụ như là nó sẽ không có không có sự gọi là sát thương nó không quá nhiều nó chỉ đánh bố thôi còn đánh quái thì nó hơi yếu thực sự mà nó hay đánh quái nó hơi yếu anh em nhưng mà bù lại thì chúng ta có bộ đồ mới khá ổn ha đánh bốt thì nó có kỹ năng hay là xuyên giáp nhưng mà sát thương đầu ra của nó thì nó chỉ trung bình khoảng 200 300 ngàn thôi mình biết có một số anh em bảo là sáu bảy trăm ngàn thôi thì mấy anh em mà dạng top đồ đẹp thì nó khác còn mình đang nói về một cái con đồ gọi là trung bình và phần lớn là những anh em mình chơi mới vô nó sẽ là theo cái dạng trung bình được chưa nè? nhưng mà class này vẫn đáng để chơi ha mình cũng hơi bất ngờ về cái khoảng là nhiều người chơi trong mảng này á mình cũng hơi lạ đấy không hiểu tại sao mà nhiều người chơi vậy luôn Đây nè Nhưng mà cái này thì mình chỉ có thể di chuyển được thôi nha anh em Còn mình không có sử dụng cái này được Đấy, ớt như lúc lại được đây nè Như lúc lại được nè, đấy, vẫn được nè Kích hoạt lên vẫn được nè Đây nè, vẫn được nè nè, đấy Nó chỉ không có cái thương xung kích bay ra đẹp đẹp giống như là cái chiêu uh, Chính của nó ở mùa trước ha Nói chung là anh em có cái pháo đài cố định này mà thương xung kích nó sẽ tốt hơn nhiều sát thương hơn, nó sẽ có mấy cái tia ra nữa Còn ở đây thì mình sẽ tạm Mình thấy cũng không tệ nè, nó vẫn giúp cho con này nó cơ động hơn Đấy, thấy khá tốt rồi Đấy, nếu mà đánh bot thì anh em mới nhận ra cái hay của nó Bot thì uh, Class này nếu như mà nó buff theo sát thương nữa thì quá đã rồi Nhưng mà không nó chỉ được giới hạn như thế này thôi Đây để mình, đây nó lên thì cái buff của cái cái lính lính kia nè Nó sẽ gây ra sát thương cho anh em tốc độ tấn công này Đấy nó có biểu tượng trên đầu á Đây là cái hiệu ứng của cái bộ giáp mới đó Còn sau khi mà hết thì chúng ta sẽ có một cái mũi tên chỉ xuống Thì chúng ta phải giảm tốc độ tấn công, giảm độ tốc độ di chuyển và cũng như giảm sát thương toàn bộ Thì cái này nó hai mặt thôi Nhưng mà nó hay, với lại thể cân bằng nữa nó sẽ cho anh em rất là nhiều kháng Ồ, đánh ok phết nha hôm qua giờ mình ngồi mình ráng farm cho anh em cái uh, cái thương xung kích cho cái chiêu pháo đài á nên nó hơi cực chút nhưng mà bây giờ mình dùng chiêu này mình thấy cũng ok chơi được nên nhưng mà mình thấy bắn đạn phải không chưa đủ phân cấp chưa đủ phân tách mới lại chưa đủ cái uh, cái đạn nặng mà nó bắn thế này rồi ok không nhấn đắt không đấy rất là ok ha ví dụ trong trường hợp nguy hiểm thì anh em có thể búp giáp anh em có thể búp thêm cái khu vực xạ thủ này để gây thêm sát thương thêm cơ động và cũng như là nếu như anh em sợ chết thì anh em có thể bật cái chiêu bất tử lên đó mục tiêu của mình là trước mắt là mình nó không chết và lần sát thương của mình cũng khá là ổn định được chưa anh em mạnh hơn một trước nhiều á rồi bây giờ thì mình sẽ giờ tất cả và bé mấy anh em để cái thanh máu thứ hai này bắt đầu đến đoạn 2 này đó đoạn hai này nó bắn phát chết luôn chết hẳn luôn đoạn đầu nó bắn sẽ rất là chậm và điểm yếu con này chính là sát thương nó không quá nhiều và khi mà gặp những cái con bốt ví dụ như là con đại kỳ sĩ này Hoặc là cái con tổ lan thì đánh rất là cực Để là theo mình thì anh em có thể dùng cái xu hồi sinh để skip qua giai đoạn đó Thì nó sẽ tốt hơn ha Đồ thương xung kích, thương xung kích, khu vực thần này chưa có vấn không vậy Đấy Đó là cách chơi của mình À với lại bet thì mình nghĩ là anh em nếu như có VP thì tốt nhất nên có viêm viêm đi tại vì có viêm viêm bổ trợ sát thương và glass này nó có quá nhiều chiêu và cũng như là đồ mình build cũng đã hỗ trợ cho nó cái sống sót rồi nên lại giờ anh em thêm viêm viêm để bổ sung sát thương vào trong cái chiêu này là anh em thấy hai bốn nhân sát thương này khá tốt và nếu không có thì anh em sử dụng một con ví dụ như con con cú chơi ban đêm hoặc là anh em có thể thêm một số con bé ví dụ như là con panda hoặc là một số con bé khác về thì hướng kháng này nọ để nó thật tốt hơn nhưng mà theo mình thì con này nó cần viêm 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 nó sẽ tối sát thương bù lại cái lượng sát thương mà mình đã thiếu tiếu thốn từ trong con cái con này rồi đồ thì mình sẽ điểm thì mình sẽ lên full cái sức mạnh nha em, full sức mạnh để lấy máu cũng như là lấy điểm tam sát thương nha đồ thì dễ hơn đồ thì bây giờ mình sẽ chọn những món nào có phòng thủ nhiều à, anh em thấy phòng thủ 217 này mình sẽ cường hóa lên lấy phòng thủ phòng thủ càng cao mình càng khỏe và mình sẽ gây được nhiều sát thương ha được chưa phòng thủ nhiều nhiều chút đây thì mình sẽ xếp cho anh em hai món hải tặc và hai món à, hai món linh hồn thánh giáp vỏ này để lấy thể cân bằng được chưa anh em vũ khí thì là súng hảo tặc à, uh, súng súng hải tặc uh, đạn nặng gì uh, hạng nặng nha đây mình chơi tương thủ những đôi mình có thể dùng được tương thủ những đôi xài rất là tốt với class này những cái chỉ số anh em quan tâm đến gồm sẽ có sát thương thường uh, sát thương thường tốc độ tấn công sát thương bạo kích sát thương thường được rồi cho nè những chỉ số rất cần thiết đối với cái này còn những cái đồ khác thì nếu anh em không roll ra thì mình sẽ chơi ví dụ như sức mạnh à, uh, vùng hp hoặc là anh em có thể chơi ví dụ như kháng kháng càng nhiều càng tốt tỷ lệ bạo kích này nọ đấy, rất là nhiều thứ khác cái cái nhẫn mình rất là cùi nha anh em nhé nhẫn rất là cùi nha anh em thấy bắn chất lượng không rất ngon so với mùa mùa không đúng không anh em ngon hơn nhiều á với lại là linh hoạt hơn với nhiều đồ hơn chơi cũng thú vị hơn nữa đấy về mặt kỹ năng thì anh em có thể tăng theo mình đầu tiên thì mình sẽ chơi bốn nhắm chuẩn này à, mình chơi bốn hào quang xạ thủ hai chiêu xuyên thấu nha và bốn chiêu khu vực xạ thủ cái này nó sẽ bớt cho anh em sát thương vật lý tốc độ di chuyển và đặc biệt á, là cái chiêu này nó sẽ lưu quái rất là tốt nữa từ trên em trong lính canh thì chúng ta sẽ tăng bốn điểm đọc kiên quyết bốn hào quang lính canh bốn điểm này khi chừng lực để bút thêm giáp này nhận được 400 trăm sức mạnh điểm khiên này sức mạnh càng nhiều điểm khiên càng to và điểm khiên to thì chúng ta nhiều máu và khỏe và cũng như là điểm khiên cộng thêm thì anh em được thêm cái sắc thương nữa này không à, rất là ngon anh em nhé rất ngon nhé mình sẽ tăng mát hai điểm vào kiên định hai điểm vào vô địch hoặc là anh em tăng một điểm cũng được à, nhưng mà nghĩ hai điểm ok tại mình thấy hai điểm là khích luôn á pháo đài thì mình sẽ tăng 4 điểm từ đầu nhóm chuẩn 4 điểm pháo đài đặc biệt 4 chiêu từ đầu nhóm chuẩn này nó sẽ có trừ 25 phần trăm giáp khá ngon nha anh em 4 chiêu pháo đài cố định này thì chúng ta sẽ có kháng để lùi này nọ các kiểu nhưng mà chúng ta không được di chuyển bù lại thì khi mà anh ta có bước vào thì chúng ta di chuyển được khá là ngon 4 chiêu và sức mạnh hội giáp phòng thủ càng cao lực công càng càng lớn được cho anh em 50 phần trăm phòng thủ thành lực công giúp cho anh em mạnh hơn và nhiều bóng hơn nên là anh em sẽ cứu không tệ đâu nha sẽ cứu rất là ok á rồi thì chắc là mình sẽ dừng video đây và nếu anh em muốn mạnh thì anh em có thể cường hóa tất cả cộng chính lên rồi uh, cải thiện thêm ví dụ như những cái duyên này nọ thấy không tập trung vào những cái duyên đạn nặng phân tách phân tách thắt thần rồi uh, nếu mà có điều kiện thì chơi xả kích thích thương vào để áp sát mạnh hơn Được cho anh em đơn giản và mình sẽ bổ sung trong những cái bill sau nhé còn cái bill hiện tại của mình khoảng ba trăm mấy chục ca sát thương nhưng mà đánh bố rất là tốt Liêu quái ổn đánh thắt tầng sáu hơi đuối chút nhưng mà đánh thắt tầng bốn năm thì ok được đuối nhưng mà đánh được nha rồi Bye bye, hẹn gặp lại đây trong các lô sau. Cảm ơn anh em theo dõi nha anh em. Đây cho anh em xem lại tổng thể một phát về cái bộ của mình nha. Và tỷ lệ bọc kích của mình thì đang thiếu rồi, tại vì mình bị dính cái dính cái này nè. Mình bị dính cái này là mình chưa có mang đồ qua nè. Đó được chơi nè. em? thì anh em lấy tốc độ tấn công ha. Tốc độ tấn công hoặc là búp... Uh, tốc độ tấn công chơi vô đã. Được chưa nè. Rồi. Bye bye.